Đấy rồi, và đây là danh sách toàn bộ các trang bị có trong bộ trang bị chuyển đổi được update lần này. 6 của mỗi cặp chuyển đổi này đều không thể ra được cho mọi người. Và sau đây, bây giờ sẽ là top 5 trang bị tốt nhất có trong cái bộ chuyển đổi của update 2.5 lần này. Top 1, móc neo, tơ, có từ bản update Tết rồi anh em nha. Kết hợp từ vũ khí cận chiến và vũ khí ném, trang bị này quá đa năng rồi. Cho nên nó là trang bị được đổi hàng đầu. Top 2, tinh thể xanh hay gọi là cục kit biết bay, có từ bản update Kong and Godzilla và kết hợp từ khác ở đây khác là đạn này, bẫy phương tiện này, vân vân, và vũ khí ném. Cái quả kit này ấy, khi mà ném ra ấy, thì nó vừa là lửa, nó vừa là nết. Top 3, nước thánh có từ bản update thánh giáp forum và khỏi bản nhiều rồi, sử dụng trang bị này sẽ đầy máu và nước trong vòng một nốt nhạc. Top 4, bom vòng bo, cái vòng bo này thì được update từ PUBG PC sang này, và quả bom này sẽ tạo ra một cái vòng bo, và khi mà địch hay kể cả chúng ta ở trong cái vòng bo đó thì sẽ đều bị mất máu nhá. Và top 5, súng thính, có lẽ đây là cái trang bị cuối cùng của cái giá trị ở trong cái bộ chuyển đổi trang bị này rồi.